Chúa tung hô người núi đá đô trì ta. Vào trướng thiên nhan ta dâng lời cảm mến, cùng tung hô theo muốn tiếng đàn ca. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa người phán, các ngươi đừng từng lòng, hãy tiến lên ta chung thờ lạy Chúa, hãy bái quỳ trước đấng tạo thành ta. Là đứng Chúa ta, ta nay thuộc dân Chúa, người trông coi như chăm sóc đoàn chiên. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa người phán, các ngươi đừng từng lòng, hãy chú tâm hôm nay lời Chúa phán, chớ cứng lòng giống ở rừng màn xa. Tại Mê-ri-ba cha ông đã thử thánh, dù xem ta qua bao nhiêu